Rồi nào, thôi kệ nó đi con. Tâm nói với bạn của anh ta, khi bạn Trương chú ý này, bạn Nhi, bạn Châu chú ý, khi mình có thâu hoặc là ask, ở đây là câu tường thuật ấy, thì ở đây nó phải là một true infinity, cho nên chúng ta chọn câu B này. Rồi, câu 22 cũng như vậy luôn nhá. Ở đây là gì? Là ask cộng tân ngữ cộng với một true infinity cho cô nha. Và đây gọi là câu tường thuật, nghe chưa? Rồi, mùa hè gì kỳ tới, tôi sẽ cố hết sức để học tiếng Anh. Để học tiếng Anh tốt hơn nhá. Học tiếng Anh tốt hơn là better. Ờ, better được không vậy? Tôi cố gắng hết sức để học tiếng Anh tốt hơn. Rồi, tiếp theo. CH gì? Động từ cột mấy? Cột 3 cho cô. Hiện tại hoàn thành đây. Tại sao biết hiện tại hoàn thành? Thứ nhất có từ H ở đây, cái thứ hai có từ xin ở đây, thì con phải biết đây là hiện tại hoàn thành, thì bắt buộc con phải xài động từ cột 3. Tiếp theo, ở go là thì gì? Ở go là thì gì? Có một cái điểm mới cô đưa con chưa? Cô đưa con một cái điểm mới chưa? Ờ à, rồi rồi, đấy cứ làm đi rồi cô sửa. Rồi câu 25 là động từ cột mấy? Hiện quá khứ đơn động từ cột mấy? Cột 2, đúng rồi. Tiếp theo enjoy là gì? Trương, enjoy là gì? Đằng sau enjoy là gì? Ủa sao nó kiểu kiểu gì này? Enjoy, enjoy. Rồi playing, ok. Tiếp theo, đằng sau hay là gì Trương? Đằng sau hay là ghét là gì đó? Rồi, ok. Tiếp theo, ông Smith thích gì? Listening luôn nha. Đằng sau enjoy là gì bạn Nhi? Câu 29 nhỉ? Dạ. Đằng sau enjoy là động từ thêm in luôn. Câu 30, đằng sau enjoy tiếp kìa, thêm in luôn. Tiếp theo, Hùng là một học sinh giỏi trong lớp tôi, là học sinh giỏi nhất trong lớp tôi, so sánh nhất cho cô nào. The best này, ok. Tiếp theo, thành phố Hồ Chí Minh thì rộng hơn và đẹp hơn là gì? More beautiful cho cô. Tiếp theo, câu 33 là gì? Cô ta đã mua cái đầm này. Hiện tại hoàn thành nè, con nhìn thấy chưa? Xài cái gì? Mốc thời gian là xài gì? Xin, đúng rồi. Tiếp theo, xin 1987 là thi gì? Vậy chọn cái gì? Has lived. Tiếp theo, mặt trời mọc đằng đông là thi gì? Hiện tại đơn, chủ ngữ số ít thì động từ thêm sờ vô. Cậu bé kia có mái tóc như thế nào? Bây giờ con ngắn rồi thì chọn cái gì nữa? Dài được không? Curly thôi, ok. Trái xoan được không? Cao được không? Dè dặt được không? Không phù hợp. Cái ông Alexander Graham Bell này đã phát minh ra điện thoại năm 1976 là thì gì? Quá khứ. Quá khứ đơn, chọn cái nào? Rồi, ok. Tiếp theo, bạn phải phủ cái gì? Ổ cắm điện là gì? Electrical socket nhá. Câu tiếp theo, câu 39 được sinh ra khi nào? When. Câu 40, tôi có thể nói chuyện với Lan không? Hùng đây. Hello, thì thấy lâu Hùng, đúng rồi. Tiếp theo, ôn lại bài là cần thiết đâu? Tính từ đâu? Necessary, đúng rồi. Could you do me a favor? Bạn có thể giúp tôi không? What can I do for you? Tôi xin lỗi, tôi bận rồi. B và C đều đúng. Hey Lan, how about? Động từ thêm anh cho cô nghe chưa? Khỏi nói nữa. Bạn có cần giúp đỡ gì không? Câu nào? Do you need any help? Tại sao ba bị trễ vậy? Rồi, tiếp theo. Bạn của tôi làm việc chăm chỉ vào kỳ tới nào? Hát hả? Tại sao trái hát nhờ? Chúng ta đang cần một trạng từ ở đây. Cái từ hát nó phải là trạng từ không? Nó cũng là tính từ và là trạng từ. Câu 47 nào? Bà của tôi đã kể cho chúng tôi những câu chuyện ở miền quê là gì? Những chuyện cổ tích là gì? Chuyện cổ. Theo. Rồi, anh ta trói con hổ và cái cây với cái dây. Dây thừng là từ nào? Rồi, tiếp theo, hoàng tử muốn tham gia cái gì mùa màng năm đó? Festival, lễ hội mùa vụ mùa màng. Một nàng tiên là gì? Một nàng tiên xuất hiện. Một nàng tiên xuất hiện. Anh ta đạt điểm cao môn tiếng Anh nhưng mà môn toán thì thấp, nói sao? Thấp là gì? Thấp là poor. Đọc kiểu gì ấy? Poor. Rồi, tiếp theo, bố mẹ của anh ta rất là tự hào về anh ta. Bố nhà của Nhi rất tự hào về Nhi. Proud of, nhớ chưa? Tự hào. Bạn có thể sử dụng cái gì? Tôi không hiểu nghĩa của nó. Con gạch chân cái từ meaning là nghĩa. Và khi con nhìn thấy từ này chắc chắn là từ điển rồi, để mình tra từ rồi. Cô ấy đến từ nước Pháp. Pháp là gì? Quốc là tiếng mẹ đẻ. Tiếng Pháp là tiếng mẹ đẻ đâu? Mother tongue. Tongue là cái lưỡi.
Mother là mẹ. Lưỡi mẹ. Câu 55. Rồi. Bạn chấm chấm get up early để mà làm bài tập này. Bạn gì? Nên. Bạn nên, nên là từ nào? Up được không? Không. Tại sao? Ớt phải có chú. Rồi, chúng ta có thể tiết kiệm cái gì? Chúng ta có thể tiết kiệm cái gì nếu mà chúng ta tái chế? Tạ natural resources, nhớ chưa? Một cụm từ đấy. Hãy để tôi là để tôi lấy cái đơn xin việc và chúng ta có thể điền vào. Fill gì? Fill out là điền vô, nhớ chưa? Có nghe không vậy? Tôi giảng lại một lần nữa để cho chắc ăn vì toàn những cái bài trong đề thi. Chơi football và đi cắm trại là hoạt động gì? Quá dễ luôn. Anh ta muốn thách gì? Rồi, ok. Tiếp theo, chúng tôi không thể làm cùng với nhau bởi vì quan điểm thì khác nhau. Đúng rồi. Bài này làm chưa? Rồi. Làm chưa? Rồi. Bài này? Rồi. Chưa. Rồi, xuống bài reading đi. Nha. Rồi, các bạn làm chu phone thì cô sửa. Vài phút đi. Để cô còn bày cho em kia cái nào.